Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu da mèo. Bạn này chuyên đi rừng để phát phiếc các thứ hoặc là chọc tiết lợn gà, ngan ngỗng gì, lợn trâu bò, thứ vân vân. Con này thì nó lại không không chặt được các bác nhé, chỉ băm được thôi. Con này đánh lưỡi tương đối mỏng. Đấy. Thì cái con này nó cũng được rèn từ nhíp, nhưng mà ở đây là nhíp ở đây đã được mài trắng hết rồi. Mài trắng này nhìn nó rất là đẹp đúng không nhỉ? Đấy. Vỏ cũng lên vân rất là đẹp đúng không, nhưng mà giá của nó thì nó lại mềm hơn rất là nhiều so với cái loại còn chỉ hiện tại em đang bán. Thì bác nào quan tâm các bác hãy để lại bình luận giúp em ở dưới cái phần mô tả của video các bác nhé. Rồi em chào tạm biệt các bác, em quay cận cảnh hơn một chút nhé. Đây để ra đây. Rất long lanh đúng không nào. Rồi em chào các bác.